Unit 3, my body. 1, describe your body. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tả lại thân thể của bản thân mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ giới thiệu bản thân của mình. Chúng ta có thể, đầu tiên chúng ta sẽ chào chứ. Chúng ta có thể dùng hi, hello. Sau đó sẽ giới thiệu tên của mình. Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai cách sau. My name is, cộng với tên của mình. Hoặc là cũng có thể dùng I am, cộng với tên của mình ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ nói là đây là thân thể của tôi. And this is my body. Alright, thì chúng ta sẽ chia thân thể thành nhiều phần để chúng ta giới thiệu từng phần. Phần đầu tiên sẽ là phần đầu. This is my head. It is big. Đây là đầu của tôi. Nó thì to. Next, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần vai. These are my shoulders. They are wide. Đây là vai của tôi. Nó thì rộng. Các bạn lưu ý chúng ta có shoulders số nhiều. Nên chúng ta sẽ dùng these are thay vì dùng it is. Và chúng ta sẽ dùng they are. Chúng ta sẽ dùng they are thay vì dùng it is như ở trên. Như ở trên phần head. Next part, chúng ta sẽ đến với phần các bộ phận, phần tiếp theo. Đó là về chest and stomach. Chest và stomach đi cùng nhau, nên chúng ta sẽ cùng giới thiệu nó. This is my chest and my stomach. Và chúng ta sẽ chọn cái nào nổi bật hơn, chest hay là stomach, để giới thiệu. Chúng ta không giới thiệu hết cả hai nha. My chest is muscular. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến với phần arm và phần legs. Phần arms, nó sẽ có các bộ phận đi kèm thì chúng ta sẽ giới thiệu ra hết. Sau đó, chúng ta sẽ chọn ra cái nổi bật nhất để mô tả chi tiết hơn. These are my arms, my hands, and my fingers. My arms are long. Đây là cánh tay, những cánh tay của tôi. Bàn tay của tôi và những ngón tay của tôi. Cánh tay của tôi thì dài. These are my legs, my feet, my toes, and my toes. My feet are big. Đây là cẳng chân của tôi, bàn chân của tôi và những ngón chân của tôi. Bàn chân của tôi thì lớn. Các bạn lưu ý, feet nó là số nhiều rồi. Nên chúng ta không thêm S nữa. Và ở đây là những bộ phận số nhiều. Nên chúng ta sẽ dùng these are. Và động từ to be là are. Tương tự như arms, hands, fingers cũng là số nhiều. Nên dùng these are. Và dùng động từ to be là are. My arms are long. Còn chest và stomach chỉ có một cái thôi. Nên chúng ta sẽ dùng this is. Sau khi chúng ta đã giới thiệu hết các bộ phận rồi thì chúng ta có thể nhận xét cơ thể của mình. I am, maybe I am strong, I am weak, I am tall, I am short. Hoặc là chúng ta có thể dùng cách khác. My body is, chúng ta sẽ dùng một trong hai cách, I am hoặc là my body. Thì chúng ta sẽ có thể điền vào những chỗ trống này, những cái từ mà chúng ta đã học như sau. Tall. Short. Cao và thấp. Fat. Mập. Thin. Ốm. Chubby. Mẩm mĩm. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái từ mới khác mà chúng ta đã học vào hôm Chủ nhật. Skinny, ốm, hoặc là còi, rất là ốm, ốm hơn cả thin nữa. Skinny. Muscular, đầy cơ bắp. Muscular. Strong, khỏe mạnh. Weak,
ốm yếu. Weak. Homework. Bài tập về nhà, chúng ta sẽ học thuộc tất cả những từ vựng ở đây. Và chúng ta sẽ viết mỗi từ vựng mới 5 dòng. Mỗi dòng 2 lần. Và chúng ta sẽ tả lại cơ thể của bản thân mình. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái từ mới ở đây để tả nhé.